Kinh giáo Đại Thừa giảng rõ ràng hơn. Trong Bồ Tát Giới Kinh có nói, hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Đấy là nói về quan hệ ngũ luân. Trong Phật Pháp có nói, hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Những lời ấy đều do Đức Phật nói. Vì vậy, giáo dục truyền thống Trung Quốc dung dén căn bản nơi phụ tử hữu thân. Còn giáo học Phật Pháp thì đặt vững căn bản nơi hết thảy chúng sanh vốn là Phật. Mục đích giáo dục và giáo học của Đức Phật ở chỗ nào? Này quý vị đang mê mất tự tánh. Quý vị vốn là Phật, nay đã mê, biến thành lục đạo phàm phu. Mục tiêu chung cực của Đức Phật trong việc dạy bảo chúng ta là muốn khiến chúng ta chuyển phàm thành thánh. Trở về vị Phật vốn sẵn có thì sự giáo dục của Đức Phật bèn viên mãn. Thành Phật có khó hay không? Sau khi quý vị đã hiểu rõ nguyên lý được giảng trong kinh, sẽ biết là chẳng khó một chút nào. Buông xuống mà thôi, buông kiến tư phiền não xuống, bèn thành A-la-hán. Buông trần sa phiền não xuống, sẽ là Bồ-Tát. Buông vô minh phiền não xuống, quý vị bèn thành Phật, trở về tự tánh. Do vậy, tu học Phật Pháp, nói tới công phu tu hành thực sự thì là gì? Từ đầu tới cuối là buông xuống mà thôi. Vì sao bảo quý vị buông xuống? Phàm những gì có tướng đều là hư vọng, chẳng có gì là thật. Nếu là thật, Đức Phật sẽ chẳng bảo chúng ta buông xuống. Bảo quý vị buông xuống vì tất cả đều là hư vọng. Quý vị buông những thứ hư vọng xuống, chân thật liền hiện tiền. Chân thật là gì? Phật tánh. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể, như Hoàng Nguyên Quán đã nói, bèn hiện tiền. Buông vọng xuống, chân liền hiện tiền. Đó gọi là chứng chân.